Xin chào quý vị các bạn. Nối tiếp series giới thiệu các linh kiện, các dịch vụ đang được triển khai tại di động cao cấp.vn. Hôm nay װdi động cao cấp.vn xin giới thiệu với bạn video giới thiệu màn hình của K4 nốt mã A7010 tại```di động cao cấp.vn. Như các bạn đã biết,```di động cao cấp.vn là địa chỉ cung cấp màn hình linh kiện của Lenovo K4 nốt hàng đầu hiện nay. Chúng tôi có tất cả mọi thứ liên quan đến K4 nốt, từ màn hình, vỏ máy, xương, camera, máy ảnh, pin, nói chung tất cả mọi thứ của K4 nốt đều có sẵn tại di động cao cấp.vn. Khi hàng làm rơi, va đập K4 nốt thì hay xảy ra hiện tượng vỡ màn hình, hỏng màn hình. Thì với K4 nốt, quý hàng chỉ cần gọi điện thoại 04667599. Chúng tôi sẽ báo giá cụ thể nhất, chính xác nhất về giá của màn hình cũng như dịch vụ thay mới màn hình K4 nốt cho quý vị các bạn có cái sự lựa chọn tốt nhất. Thông tin chi tiết hơn, cụ thể hơn về màn hình, dịch vụ thay mới màn hình, dịch vụ sửa chữa điện thoại Lenovo nói chung và Lenovo K4 Note nói riêng, quý hàng vui lòng truy cập website www.di động cao cấp.vn hoặc gọi điện thoại đường dây nóng 04667599. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video giới thiệu sản phẩm dịch vụ đã được triển khai tại di động cao cấp.vn chúng tôi.